Em ơi, đi. Đi lấy cây về làm giàn cho mướp đi. Con ơi, không vào đâu con ạ. Mẹ ra rồi đây này, mẹ ra rồi. Buộc đi, dây kia kìa. Dây cho mẹ. Dây đâu? Dây nai bỏ, nai bỏ. Cái này. Đây. Đi mẹ. Thi Lan. Ta
lại lấy hai cái. Cắt tay, cắt tay đấy con ạ. Đây đây, mày lấy đây rồi. Cắt tay nhá con nhá. Đi đi mẹ dập nha. Ôi dồi ôi, con hộ mẹ đi, đi làm đi. Gửi nè, xong nha. Gửi nha, em nè. Gửi nè. Ba em nè. Âm ngọ gì hả? Ai chứ? Con ơi, chị yêu cắn con ơi. Yeah. Yêu ngoan ngoan nhá. Chà yêu là quen em bé nhờ. Chà yêu là quen em bé, về đây chơi với em bé. Nhà sao em lại chơi với An? Ơ nhè, đi đi làm. Con chơi với yêu nhá, mình mẹ đi làm nhá. Con cũng đi nha. Ừ, đi. Vông đậy vào đi. Vông ơi, được rồi, nấu nhá, mẹ bê lên nấu nhá. Đi, thái chuối đi. Thái chuối cho ị ăn ngươi.
tí nữa lại lấy cho. Không lấy nữa, con nó tới đây để chiều. Để chiều cho nó ăn. Nó ra đây. Không để con dao ra cắt tay. Đi, đi. Cho tí tí ăn. Bê đi. Thank you.
ăn thôi. Thôi. Wow. Để hết. Nào con ngồi đây, con ngồi đây. Ở dưới đây này, mưa này. Mưa ướt hết giường rồi này. Cái kìa, con nhìn kìa, mặt rồi kìa. Thắm nào kìa con nhờ. Mẹ bế. Con nhìn thăm ca tiếp đi con nhỉ. À nhưng mà không có biết. Chả biết mong cái gì thì cho anh ca đây. Để biết anh ca khỏi ốm chưa. Mong được việc chưa. Con này. Đi thăm ca con nhỉ. Mẹ luộc ăn nhé. Con hồi mẹ bê rổ nhá. Thì mẹ hái đậu nhá. Con không bê luôn. Mẹ khác bê. Đói lắm rồi. Đổ vào đây con ơi. Đổ đã con. Con đây đổ đây cho mẹ. Con bê nhá, làm rơi nhá. Con để đây. Mọc giả hết rồi. Ăn về trước mẹ à, ăn không chờ mẹ à. Rồi này, con cầm. Nó cắt cái này. Cắt cái này, con cầm cái này. Chờ mẹ nha, mẹ lại đi ướt luôn con nha. Đây, mẹ lại đi ướt luôn con đi nhá. Mẹ phải đi ướt nhá. Về đây con. Ướt rồi. Tay kia cầm. Rồi. Đi bắt cao nha. Đi xem bắt cao nha.
cao nhỉ, cho đậu bắc cao nấu ăn. Ô, mưa rồi, đi nhanh nhanh thôi. Ừ, đi nhanh nhanh. Thank you.